Đây chính là nguyên liệu mà Ngọc đang được chuẩn bị ngày hôm nay. Mọi người chỉ cần nhẹ nhàng thả ra. Xin chào mọi người. Như mọi người đã biết là trong ngành công nghiệp chế biến thực phẩm thì mọi người sẽ cần những viên đá nhỏ và mịn để có thể ướp được những con tôm, con cá của mình giữ nguyên được độ tươi để cung cấp cho các hộ gia đình. Vì vậy ngày hôm nay Ngọc Lan xin đem tới cho mọi người đó chính là một con máy dùng để xay nước đá đáp ứng nhu cầu của mọi người. Con máy này đó chính là con máy Takio TK4HB và con máy Takio TK2HB. Mời mọi người hãy cùng theo Ngọc Lan để Ngọc Lan có thể test máy cũng như là giới thiệu sơ qua về hai con máy này cho mọi người cùng biết nhé. Như mọi người có thể thấy, đây chính là máy xay nước đá Takio TK2HB. Đây chính là đầu nạp nguyên liệu. Mọi người có thể quan sát thấy là đầu nạp nguyên liệu của nó khá là rộng. Nhờ đó mà bà con có thể cắt được những viên đá tầm khoảng từ 1.4 trở lên ha. Phía bên trong này đó chính là bồn làm việc. Bồn làm việc này sẽ được làm bằng một trục ở giữa. Và đây chính là các búa đập. Mọi người có thể quan sát thấy đây chính là một tấm chắn. Nhờ tấm chắn này mà motor của chúng ta sẽ được bảo vệ, không để nước rò rỉ vào và đảm bảo tuổi thọ của motor. Còn đây chính là motor. Motor với công suất là 1,1 kW và vỏ được làm bằng hợp kim nhôm, chịu mài mòn và chịu nhiệt cao. Đồng thời motor của chúng ta được làm bằng 100% da đồng. Mọi người có thể an tâm khi sử dụng của máy. Và điểm đặc biệt của con máy này đó chính là tất cả nguyên liệu được làm bằng inox. Nhờ đó đá của chúng ta khi ra sẽ đảm bảo được là vệ sinh an toàn thực phẩm ha. Mọi người có thể quan sát thấy đây chính là logo của Takio được dập nổi ngay trên thân máy. Nhờ vậy mà mọi người có thể phân biệt được đâu chính là hàng chính hãng của công ty Takio. Và con máy này có thể di chuyển đi một cách dễ dàng nhờ hệ thống 4 bánh xe ở dưới. Và với con máy Takio TK2B này, liệu rằng có thật sự như lời Ngọc Lan nói là sẽ băm được những cây đá bự thành đá mảnh vụn nhỏ và mịn hay không? Thì hãy cùng theo chân Ngọc Lan, Ngọc Lan sẽ bật máy test ngay bây giờ nhé. Mọi người có thể thấy đây chính là thực xay đang hoạt động với chế độ là không tải và không sử dụng đá của con máy Takio TK2B. Đây chính là nguyên liệu mà Ngọc Lan đã chuẩn bị ngày hôm nay. Mọi người chỉ cần nhẹ nhàng thả đá. Mọi người có thể thấy đây chính là thành phẩm mà Ngọc Lan vừa mới băm đá từ con máy Takio TK2B. Thành phẩm của chúng ta rất là đều và mịn, đóng tảng và nhôm giống như là bọt tuyết luôn á mọi người. Đối với thành phẩm như thế này thì mọi người hoàn toàn có thể an tâm để sử dụng những muối, những con tôm, con cá. Và Ngọc Lan tin chắc rằng thành phẩm như thế này là có thể sử dụng và đảm bảo được độ tươi của tôm, của cá của mình.